Xin chào anh Nguyễn Văn Ba ở Cần Thơ và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test hàng cho anh Nguyễn Văn Ba. Anh có đặt hàng bên em là một mạch 28V đôi, 12V ra 28V đôi ạ, dùng bình AQ. Thì bên em sẽ có gửi kèm thêm hai con điện trở 650Ω 2W để cho anh hạ về anh. Ví dụ như anh dùng hai mạch mic thì anh hai mạch âm sắc và mạch mic chẳng hạn, thì anh về anh sẽ hàn vào điểm này, thay quân 222, hai quân này là anh thay bằng hai quân điện trở đây, ở đây là ok, có thể sử dụng được hai mạch, có đủ công suất được cho hai mạch chạy được, thì bên em sẽ gửi kèm cho anh như thế. Ok, thì phương pháp em test bây giờ em sẽ kết nối bình AQ và em đo đồng hồ ở cọc đầu ra. Ok, ok, bây giờ em sẽ đo hai cọc ngoài cùng của nguồn chính đi, 62V cọc giữa và cọc bên trái 31V, cọc bên phải và cọc giữa 31V, và bây giờ em sẽ đo nguồn phụ hai cọc ngoài cùng 30V, cọc giữa và cọc bên trái 15V và cọc bên phải và giữa 15V. Ok, và như vậy là cái mạch của anh hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Ok, đây là ký hiệu ở trên sản phẩm của anh. Vâng, và xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Ba đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.